Hi anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và bây giờ cũng là cái thời điểm mà những anh em tân sinh viên nhập trường. Và chắc chắn là anh em đến bây giờ thì cũng phải chuẩn bị hết tất cả những hành trang cần để đi học rồi ấy. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thiếu một cái, chắc là anh em cũng biết là mình đang nói đến cái gì. Đây là một bộ PC để có thể phục vụ anh em làm bài tập này, học này, PowerPoint thuyết trình cũng như là chơi game. Thế nhưng mà với kinh tế của một sinh viên thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một con PC để có thể đáp ứng được tất cả những tiêu chí của anh em như là làm bài, làm bài tập, này, chơi game, này, các thứ như mình vừa nói. Và với một cái mức kinh tế chỉ vào tầm khoảng 15 triệu thì mình sẽ tập trung những cái linh kiện chủ yếu để cho anh em có một cái hiệu năng chơi game tốt nhất. Và cái phần thẩm mỹ thì sẽ xếp phía đằng sau. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ đảm bảo cái thẩm mỹ cho anh em để mà anh em vẫn có thể đặt cái case ở trên bàn và show được. Bây giờ thì trước khi đi đến những phần thiết kế thì chúng ta hãy cùng xem là con máy tính này nó sẽ giúp anh em chơi được game như thế nào và hiệu năng của nó ra làm sao. Bắt đầu thôi. Và như mình đã nói thì ở trong con PC này mình sẽ cân đối tất cả những cái linh kiện ở trong bộ máy mà để anh em chỉ cần phải trả một cái mức giá rẻ nhất nhưng mà vẫn sở hữu được những cái linh kiện tốt nhất. Đầu tiên thì linh kiện chính yếu của bộ máy này sẽ là con chip. Với một con chip mà đáp ứng được cái mức giá rẻ và hiệu năng ổn định để anh em chơi game cũng như là một số công việc edit nhẹ thì chúng ta cần sẽ nghĩ đến đầu tiên là i5-10400F. Nếu là ở những cái năm trước, khi mà sự lên ngôi của những con chip như là 9400F đang làm mưa làm gió trong những bộ PC gaming giá rẻ vì cái hiệu năng ổn định cũng như là mức giá bán của nó khá là phải chăng, thì ở thời điểm hiện tại 10400F với 6 x 12 luồng sẽ là cái ngôi vương mới đáp ứng tốt cho anh em để anh em có thể chơi game cũng như là làm việc. Tiếp theo là đến bộ main thì mình sẽ lắp cho anh em con main MSI H410M-A Pro với giá chỉ có là 1.699.000. Và như vậy là đủ để anh em có thể sở hữu con main này. Và nếu trong cùng phân khúc main giá rẻ dưới 2 triệu thì anh em sẽ có nhiều lựa chọn khác. Tuy nhiên thì để đồng bộ được cái màu cũng như là tạo điểm nhấn cho những cái linh kiện khác thì mình sẽ chọn con main này vì nó là một con main có màu đen, dễ phối màu. Cũng như là với cái tầm tiền này và ở trên con main này thì anh em sẽ có đủ tất cả các cổng kết nối để cho anh em sử dụng. Về RAM thì mình sẽ lắp cho anh em một thanh RAM 16GB. Tuy nhiên thì nó sẽ không có màu. Nếu mà anh em nào thích màu mè kiểu tăng cái độ lung linh tình mẹ tình cha RGB các thứ thì anh em có thể chọn một con RAM khác có màu. Tuy nhiên thì ở đây mình hướng tới một bộ PC với hiệu năng ổn định và mức giá lại phải chăng thì AVC1LE sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý nhất. Về các màn hình thì trong bộ PC này mình sẽ chọn cho anh em là con MSI GTX 1660 Ventus XSOC. Con card này thì chắc là cũng không cần phải giới thiệu cho anh em rồi. Và kết quả test sau khi chơi game cũng như là sau tất cả những cảm nhận của anh em khi mà xem cái phần test vừa rồi ấy, và với những cái feedback rất là tốt từ những anh em đã từng sở hữu con card này thì với cái mức giá hợp lý cũng như là hiệu năng đem lại ngoài mong đợi thì đây sẽ là con card tốt nhất để anh em lựa chọn cho bộ PC của mình. Một cái thành phần quan trọng khác để cung cấp được năng lượng cho bộ máy để giúp cho những cái linh kiện của anh em cũng như là khi mà bộ máy được bật lên và hoạt động nó sẽ được trơn tru, không bị thiếu năng lượng. Ở đây đương nhiên là mình đang nhắc đến bộ nguồn rồi. Tuy nhiên thì ở đây mình cũng sẽ để cho anh em có một cái điểm nhấn khi mà anh em đặt case show lên trên bàn. Mình sẽ có cho anh em ở đây là một con nguồn Lux RGB 550W. Với cái công suất 550W thì nó có thể thừa cân được tất cả những cái linh kiện mà mình đã build cho anh em. Ngoài ra thì nó còn có một cái giải đèn LED ở đây. Nếu mà anh em vẫn nhìn thấy, chắc là sẽ có cận cảnh thôi. Thì anh em sẽ thấy là nó sẽ có một cái giải LED RGB với chữ Lux và logo của hãng Aerocool. Thì nó sẽ làm tăng cái tính lung linh cũng như là màu mè rực rỡ cho bộ máy khi mà nhất là khi anh em cày đêm. Và như mình đã nói ở trên đầu là đây sẽ là một con PC mà mình sẽ dùng hết tất cả những cái đồng tiền anh em bỏ ra để cân cho anh em những cái linh kiện hợp lý nhất. Con nguồn này thì ngoài cái mức giá hợp lý để phù hợp cho cái bộ máy với cái kinh tế sinh viên cho anh em thì nó còn có khả năng đồng bộ LED với main. Tuy nhiên thì mình vẫn cần những cái nâng cấp thêm về phần LED đến từ Aerocool. Và khi mà anh em nhìn ở trên đây thì cũng có thể thấy là cái LED của nó chỉ đủ để mà show thôi chứ nó chưa được mượt mà cũng như là kiểu tạo được cái sự sang trọng cho lắm. Nhưng mà ở cái mức giá như này thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi quá nhiều được. Và như vậy
là cũng đã rất là đẹp rồi. Và để tăng cái tính tông sực tông và đồng bộ thì đi cùng với nguồn Aerocool thì đương nhiên con case mình build cho anh em cũng đến từ Aerocool luôn. Nó có tên là Bone Mini. Bộ vỏ này thì nó sẽ giúp cho anh em có thể show được cái nguồn và những cái linh kiện lấp lánh ở bên trong. Nó sẽ tạo điểm nhấn cho bộ case, nhất là khi anh em đặt ở trên bàn và tắt điện đi để cày game trong đêm. Hai linh kiện cuối cùng cho bộ máy thì sẽ là tản nhiệt và SSD. Thì mình sẽ chọn cho anh em tản nhiệt khí Jonesbo CR1002 và SSD KingSpark 240GB. Về phần dung lượng của bộ máy thì anh em có thể hoàn toàn lựa chọn theo ý thích và nâng cấp thêm bộ nhớ của mình để có thể sử dụng đúng với nhu cầu. Và còn với mình thì với một vài tựa game cơ bản và một số phần mềm thông dụng thì sẽ không cần quá nhiều. Còn với những anh em mà cần kiểu lưu những cái bộ tài liệu hạng nặng ấy thì nên lắp thêm một cái HDD để có thể lưu trữ được nhiều dữ liệu nhất có thể. Tổng thể thiết kế của bộ PC này thì nó khá là nhỏ gọn vì đây sẽ là một con PC MATX nên anh em có thể thoải mái để trên bàn, dưới đất hay kể cả ôm vào lòng cũng được. Các cổng cắm kết nối được đặt ở phía trên của bộ máy sẽ bao gồm nút nguồn, một cái nút nhỏ nhỏ đây để reset, jack cắm tai nghe và mic 3.5, hai cổng USB 2.0 và một cổng USB 3.0. Ngay ở dưới này thì sẽ là cái nút điều chỉnh LED của bộ case. Nó cho phép thay đổi 13 chế độ LED Lightning Bolt. Và ngay ở phía mặt trước này thì cũng là cái thiết kế theo dạng Lightning Bolt, khá là bắt mắt và tạo điểm nhấn cho bộ case, nhất là khi anh em đặt trên bàn như mình đã nói ở đầu clip đến giờ rồi. Và theo cá nhân mình thì với những anh em sinh viên mà bây giờ đang sở hữu những cái phòng trọ nhỏ này, hoặc là có những cái phòng ngủ hay phòng làm việc nó nhỏ, có những cái không gian mà kiểu mình chưa được rộng rãi và thoải mái lắm, thì đây sẽ là một con case khi mà kết hợp với một con màn hình 24 inch, thì nó chỉ chiếm cái diện tích sử dụng chỉnh ngang với một con laptop 15 inch mà thôi. Và như vậy nó rất là gọn gàng để anh em có thể set up và bài trí cho mình một góc làm việc gọn gàng cũng như là kiểu nhỏ gọn. Và tất cả những gì mà anh em cần phải bỏ ra để sở hữu con PC này nó chỉ có 15.932.000. Ngoài ra ấy, thì còn một cái tin rất vui là anh em sẽ được trừ ngay 450.000 vào giá bán của sản phẩm, hoặc là chọn một cái sản phẩm tương đương có giá là 559.000. Và như vậy là đây sẽ là một cái deal rất là hời để cho anh em có thể sở hữu một con máy rẻ, gọn, nhẹ, đẹp và vẫn đủ hiệu năng để anh em chơi game cũng như làm việc. Thì như vậy là cũng hết video rồi. Anh em nghĩ sao về con PC này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, và bấm nút subscribe cũng như hình cái chuông phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì chúc mừng các anh em đã có thể tốt nghiệp và vào trường đại học. Chúc anh em có một năm học vui vẻ và kiểu gặt hái được nhiều thành công. Sau này học bổng thì càng tốt, biết đâu phụ huynh lại cho con máy ngon hơn, đúng không? Và bây giờ cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.